Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách download Windows chính chủ file ISO từ trang web của Microsoft. Đầu tiên chúng ta sẽ vào Google, tìm kiếm cái từ khóa là Windows 10 ISO. Chúng ta sẽ click vào trang Microsoft. Đó. Phiên bản này là phiên bản mới nhất, update tháng 5, phiên bản mã 2020. Chúng ta sẽ có công cụ để download về, download tool now đây. Ưu điểm của công cụ này là chúng ta chỉ việc cắm USB và download. Tuy nhiên là khi gặp sự cố gì đó thì chúng ta không thể tiếp tục, tức là phải download lại từ đầu. Mình sẽ có một cái thủ thuật để download được file ISO từ cái trang web này. Chúng ta sẽ bật chế độ F12 tự trình duyệt. Cũng nhà phát triển chúng ta bật chế độ di động. Mở trang web dưới dạng một thiết bị di động. Khi này chúng ta sẽ có lựa chọn tải file ISO về. Đây các bạn xem. Chúng ta sẽ chọn phiên bản mới nhất. Tiếp theo là chọn ngôn ngữ. Chọn tiếng Anh. Có hai phiên bản 64 và 32 bit thì tùy theo lượng RAM mà mọi người. Ví dụ RAM dưới 4GB thì chúng ta sẽ tải 32 bit, còn trên 4GB thì nên tải 64 bit. Đó. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ làm cốc cà phê, đi đâu đó dạo quanh tập thể dục. Để cài, mình sẽ boot vào USB thì cần một phần mềm, mình ở đây mình sử dụng đó, tên như mọi người nhìn ạ, nhẹ thôi. Phần mềm này ưu điểm dùng rất là dễ và tải nhanh. Chúng ta tải về và đợi thôi. Đợi file ISO xong. Mình sẽ ra ngoài một tí. Đoạn này chúng ta sẽ tua nhanh. Sẽ ra ngoài.
Xin chào anh em, mình đã quay lại ở đây. Sau khi tải xong, chúng ta sẽ mở phần mềm lên. Thì sẽ có hai tùy chọn. Trước tiên mọi người phải cắm USB vào. Chúng ta sẽ có hai tùy chọn MVR và GPT, tức là định dạng phần dùng ở cứng. Ở đây mình chọn GPT. Rất đơn giản thôi. Mọi người ấn Start. Ok. Và chúng ta lại đợi thôi. Quá trình này khá là lâu nhé mọi người. Tùy theo là USB mọi người dùng 3.0 thì sẽ nhanh, 2.0 sẽ chậm hơn. Và đây là bài hướng dẫn của mình về cách tạo boot USB để cài Windows. Và đây là hướng dẫn của mình về cách tải file ISO từ từ trang web chính chủ của Microsoft. Hôm sau chúng ta sẽ có một hướng dẫn về cách cài Windows. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần tới.